dọn dẹp để chuẩn bị dựng rạp làm lễ cưới, chú rể bị cây đè tử vong. Khi đang dọn dẹp, cưa cây cối chuẩn bị mặt bằng để làm đám lễ cưới, chú rể ở Hà Tĩnh đã không may bị cây đè trúng dẫn tới tử vong. Sáng ngày 5 tháng 1, xác nhận với Vietnamnet, ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, cho biết nạn nhân là anh HQD, 31 tuổi, trú thôn 8, xã Sơn Giang. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 4 tháng 1. Lúc này, anh Dê dùng cưa đốn ngã cây keo cao hơn 10 m trong vườn nhà. Khi cây đổ, anh Dê bỏ chạy nhưng không kịp dẫn tới bị cây đè lên người. Người thân ngay sau đó đã đưa anh Dê đi bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân được xác định đã tử vong từ trước khi vào viện. Được biết, anh Dê chặt cây xanh để san lấp mặt bằng dựng rạp để chuẩn bị làm lễ cưới của mình vào ngày 29 tháng 1 năm 2023 tới. Anh Dê là con trai thứ hai trong gia đình có 3 người con. Bố Dê mất sớm, gia đình nhiều năm liền là hộ nghèo, vừa mới thoát nghèo năm 2021. Để chia sẻ với gia đình, chính quyền xã sẽ hỗ trợ lo đám tang cho anh Dê, ông Thắng chia sẻ trên Pháp Luật và Bạn Đọc. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp cùng gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân.